chín chỗ chính để đảm bảo một mùa ăn chắc. Thưa quý vị và bà con, có lẽ với người nông dân, không có nỗi buồn nào hơn là việc nhìn cánh đồng lúa đầy bông nhưng chỉ toàn lép lửng. Lép hạt, mất mùa, thiệt hại này do chính sâu bệnh gây ra. Và để bảo vệ năng suất vụ mùa, trong từng giai đoạn, đặc biệt là làm đồng đến đồng già, lúa chín, người nông dân cần phải chú ý thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng trừ hiệu quả kịp thời. Thời kỳ có đồng già đến trổ chín là giai đoạn mẫn cảm của cây lúa đối với nhiều loại sâu bệnh hại. Sâu cuốn lá nhỏ, đục thân, rầy nâu, khô vàng, đạo ôn cổ bông chính là những tác nhân gây thất mùa nếu người nông dân không có biện pháp phòng trừ hữu hiệu. Và nếu như trước đây chỉ cần thăm đồng và phát hiện dấu hiệu các loại sâu bệnh hại tấn công đồng ruộng, người làm lúa sẽ lập tức dùng ngay các loại thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ. Thì hiện nay, việc này không còn nữa. Thay vào đó là sự kiểm tra, xác định mật độ sâu bệnh trước khi quyết định có nên hay không nên sử dụng thuốc. Không chỉ vậy, việc dùng thuốc bừa bãi cũng không còn. Người nông dân giờ đã biết áp dụng quy tắc 4 đúng trong việc chăm sóc lúa, đặc biệt là khâu phòng trừ sâu bệnh hại. Trong giai đoạn mà lúa trổ cho tới khi chín, thì cây lúa nó gặp rất là nhiều sâu bệnh bất lợi. Đó là thứ nhất là con sâu cuốn lá, thì nó cắn trên cái bộ lá đồng thì nó sẽ làm thất thu cho cái năng suất của mình về sau. Còn cái thứ hai nữa là về bệnh nấm. Nấm thì nó có là cái bệnh đạo ôn. Thì đạo ôn trên lá thì giai đoạn này thì không còn rồi. Nhưng mà đặc biệt là giai đoạn đạo ôn cổ bông nè, thì nó làm thất thu cho năng suất của mình rất cao. Cái bệnh thứ ba nữa là cái bệnh do vi khuẩn. Thì vi khuẩn nó có hai loại vi khuẩn. Vi khuẩn lá và vi khuẩn hạt trên bông. Thì như vậy là những cái giai đoạn đó mình cần phải bảo quản một cách hết sức thận trọng và cẩn thận. Thì theo như cái mô hình mà sản xuất lúa thông minh này, thì chúng tôi áp dụng cái là quản lý rất nghiêm ngặt trong cái giai đoạn mà từ đồng trổ cho đến khi lúa chín. Thì giai đoạn đó thì chúng tôi xử lý thuốc theo nguyên tắc 4 đúng và thường xuyên là đổi thuốc. Mà mình đổi thuốc là đổi theo cái cơ chế tác động chứ không nên đổi gốc thuốc. Thì thành ra cho nên mình mới đảm bảo được cái quản lý được cái dịch bệnh trên đồng ruộng của mình cho đến khi lúa chín như ngày hôm nay. Tham gia mô hình canh tác lúa thông minh, người nông dân đã dần trở thành chuyên gia đồng ruộng trồng lúa theo khoa học và làm giàu từ chính nghề nông. Không còn mù mờ về các loại thuốc bảo vệ thực vật, tính toán so sánh hiệu quả kinh tế trước khi quyết định dùng hay không dùng, dùng với liều lượng bao nhiêu, thay đổi thuốc nào cho hiệu quả là những minh chứng rõ ràng cho những kiến thức mà người nông dân trang bị khi trồng lúa. Và đặc biệt ở thời kỳ lúa trổ chín, một trong những giai đoạn quyết định nhiều đến năng suất vụ mùa, bài toán này càng được người nông dân cẩn trọng áp dụng để nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Ở đây thì tôi sử dụng toàn là thuốc của vật tư nông nghiệp thôi. Trong đó có những cái loại thuốc trừ sâu thì mình sử dụng thuốc sinh học á để mình quản lý một số dịch hại. Còn một quản lý một số thiên địch. Còn cái bệnh này thì bắt buộc mình phải xịt đặc trị rồi. Nếu như đã bị thì mình coi mức độ nó là bao nhiêu phần trăm. Bởi vì cái giai đoạn mà chín lúa chín này nó bị coi như đã bị rồi. Mà mình xem coi mức độ nó bao nhiêu phần trăm so với cái mà thuốc mình đầu tư thuốc mình vô xịt coi nó cái hiệu quả như thế nào rồi mình xử lý theo tình huống. Ví dụ như cây lúa mà nó mới bị chừng khoảng 5-7-10% thì mình còn nên phun xịt được. Còn cao hơn nữa thì mình coi như là không xịt bỏ. Dạ, bởi vì mình tính hiệu quả kinh tế giữa cái thuốc với lại cái sâu bệnh mà giai đoạn đó khi mình đã thấy là nó đã xong rồi. Theo các nhà khoa học, ngày nay điều kiện thời tiết thất thường đã làm vi khuẩn hại lúa không ngừng sinh sôi. Kéo theo đó là vấn đề bệnh hại cũng diễn ra ngày một phổ biến và nguy hiểm hơn. Và giai đoạn cây lúa từ có đồng già đến trổ chín thì sâu bệnh gây hại phổ biến vẫn là rầy nâu, sâu cuốn lá và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá. Bệnh đạo ôn thì chuyển sang hại cổ bông, cổ dé. Bệnh đốm vàng phát triển, cá biệt có nhện dé và bệnh vàng lá chín sớm. Đối với rầy nâu và cuốn lá, thời gian này nếu phát sinh nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa, cần diệt trừ tích cực. Tuy nhiên nếu mật độ ít thì không cần phun xịt thuốc.
Với bệnh đốm vàng cần phát hiện và phòng trừ kịp thời bằng cách bón thuốc đủ kali, giữ nước ruộng và phun thuốc đặc trị. Riêng bệnh đào ôn thì nên phun thuốc phòng trừ bệnh đào ôn cổ bông khi lúa bắt đầu trổ và vừa trổ xong, đồng thời có thể kết hợp dùng thuốc trừ bệnh đốm vàng bằng lá chín sớm và lem lép hạt vào hai thời điểm này. Và để góp phần làm giảm chi phí, tăng hiệu quả, các nhà khoa học khuyến cáo người trồng lúa cần hiểu và thực hiện theo tiêu chí 4 đúng trong quá trình phòng trừ sâu bệnh cho đồng ruộng. Cụ thể là đúng lúc, nghĩa là cần xác định đúng thời điểm phun xịt thuốc phòng trừ sâu bệnh hại để đạt hiệu quả tốt nhất, tránh gây lãng phí. Thứ hai là cần đúng loại. Bà con cần chọn và sử dụng đúng loại thuốc thì mới mang lại hiệu quả cao. Thứ ba là đúng liều lượng. Điều này rất quan trọng vì ít quá sẽ không hiệu quả, mà nhiều quá lại gây lãng phí, ảnh hưởng môi trường. Và cuối cùng là đúng cách hay đúng phương pháp. Mỗi loại thuốc khi sử dụng, bà con cần đọc kỹ hướng dẫn cũng như cần biết thêm bản chất của loại đó. Thường thì ở giai đoạn 40 ngày trổ, 40 ngày làm đồng, thì chúng tôi đã xử lý các loại bệnh như là nấm nè, rồi bệnh khuẩn nè, rồi cái bệnh lem lép hạt nữa. Là cái đó là cái đặc biệt là ở giai đoạn đồng trổ và đến khi trổ chính là phải quản lý rất là nghiêm ngặt đó, cho nên chúng tôi là thường xuyên là quan tâm ở cái giai đoạn cuối cùng của thời gian sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Các nhà khoa học cảnh báo với các loại bệnh do vi khuẩn trên cây lúa sẽ phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết mưa bão nhiều, độ ẩm không khí cao và môi trường canh tác không tốt. Mặt khác, việc sản xuất lúa của bà con ngày nay hầu như diễn ra quanh năm, kết hợp với một số sai lầm trong kỹ thuật canh tác, mà đặc biệt là tập quán xạ dày, bón phân thừa đạm trong quá trình sản xuất lúa của bà con đã góp phần làm cho bệnh vi khuẩn càng có điều kiện thuận lợi để tồn tại và phát triển ngày càng mạnh hơn. Bệnh do vi khuẩn lây lan rất nhanh trên đồng ruộng và một khi đã xảy ra ở cấp độ nặng thì việc phòng trị sẽ gặp nhiều khó khăn. Cây lúa bị nhiễm các loại bệnh do vi khuẩn sẽ khó phát triển lá, sau đó sẽ bị khô và chết, bông lúa bị lép lửng hoặc lép hoàn toàn, gây thiệt hại rất nặng nề về năng suất. Do vậy, bà con nông dân cần phải có biện pháp phòng trị, ngăn chặn bệnh kịp thời và hiệu quả, tránh để lây lan ra diện rộng. Việc diệt trừ các loại bệnh do vi khuẩn trên cây lúa thường hiệu quả không cao và rất tốn kém. Do vậy, phòng bệnh là biện pháp tối ưu. Yếu tố đầu tiên là cần phát hiện bệnh sớm và biết được tác nhân gây bệnh là loại vi khuẩn gì thì việc phòng trị bệnh mới đạt hiệu quả. Ngoài việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đối phó có hiệu quả với những loại bệnh do vi khuẩn trên cây lúa, bà con nông dân còn cần chú ý áp dụng tốt kỹ thuật canh tác và bón phân chăm sóc lúa. Trong đó, hai yếu tố quan trọng là phải gieo xạ với mật độ vừa phải và bón phân cân đối, không lạm dụng phân đạm. Cụ thể, cách tốt nhất để chủ động phòng trừ tác hại của sâu bệnh trong cả vụ, nông dân cần áp dụng đồng loạt một số biện pháp như gieo cấy thời vụ theo hướng dẫn của cơ quan kỹ thuật địa phương như chủ yếu để tránh né rầy nâu, xạ lúa theo hàng bằng máy xạ, vừa giảm lượng giống vừa góp phần hạn chế sâu bệnh và dễ phòng trừ, bón phân NPK chuyên dùng cho lúa giúp cây khỏe mạnh và tăng sức đề kháng sâu bệnh. Thưa quý vị và bà con, thâm canh tăng vụ, thời gian cách ly giữa các vụ ngắn, xuống giống không đồng bộ, đó là nguyên nhân chính dẫn đến dịch hại trên đồng lúa ngày càng tăng và làm tăng chi phí sản xuất. Vậy thì làm thế nào để hạn chế sự gây hại của sâu bệnh, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế? Mời quý vị và bà con cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Cây lúa bị áp lực ngày càng nặng bởi sự tấn công gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại khác nhau, khiến hàng năm nông dân đã phải tiêu tốn một khối lượng thuốc bảo vệ thực vật khá lớn để phòng trừ, vừa tốn kém, vừa gây tác hại đến môi trường. Nhằm hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững, các nhà chuyên môn đã cảnh báo nông dân cần thay đổi dần phương thức quản lý các loại bệnh và côn trùng gây hại lúa theo hướng thân thiện với môi trường. Đặc biệt giai đoạn đồng già, trổ chín, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ sâu bệnh hại không phải lúc nào cũng cần thiết và nên làm. Cái vấn đề mà từ trổ trở về sau là bà con thường thường mắc một số cái sai lầm như thế này, tôi xin nói cho bà con biết là một là cái con vi khuẩn. Thì thường thường cái con vi khuẩn mà nó tấn công ở trong cái ruộng lúa chúng ta, bà con thấy có hai cái dạng, nó gọi là lép đen. Thì cái vi khuẩn là do cái Pseudomonas và cái thứ hai là lép vàng do cái Santomonas. Và thường thường cái này thì nó từng cụm, và khi bà con thấy là cái chuyện nó đã rồi, thì khi mà bà con phun nhiều ở cái giai đoạn này thì thường thường nó dư lượng thuốc ở trong gạo chúng ta. Thành ra tôi khuyên bà con những cái cụm như thế này
rất nhỏ và cái mất năng suất không có đáng nghĩa lý gì hết. Thành ra chúng ta không nên xài thuốc để trị cái vi khuẩn từ cái lúc lúa cuối trở về sau. Còn về cái sâu thì từ cái lúa cuối trở về sau rồi, tôi cứ nói bà con hoài, tức là chúng ta ăn hột, một vài con sâu con lá nhỏ nó tấn công trên lá đó, là cái lá nó sẽ chuyển sang màu vàng, lý do là nó đưa cái đạm lên nó nuôi hột. Thì cái lá lúa vàng đó là con sâu sẽ chết và không tấn công được nữa, và nó có tấn công được là nó ăn lá, chúng ta ăn hạt. Thành ra cái lúa mà cái lá trở về vàng về sau là nó đúng về cái dinh dưỡng của nó, ủng hộ cho cái hạt lúa chúng ta chắc nhiều hơn. Chứ cái lá lúa mà giữ xanh lại, nó không cung cấm cái đạm lên cái hạt, thì coi chừng cái hạt chúng ta lép nhiều. Bà con thấy những cái vùng nào mà cái lá lúa bản to mà xanh miết đó, thì hột rất nhiều nhưng mà lép rất nhiều, bà con nên chú ý cái đó. Còn ngoài ra một cái nữa bà con chú ý là cái con nhện dé trong cái thời gian vừa qua, khi nhện dé nó tấn công cái giai đoạn lúa trổ thì bà con thấy là gì? Nó có cái hiện tượng gọi là cạo gió, cái bẹ nó bầm bầm đó. Thì nó có hai cái đối tượng, một là có thể là do vi khuẩn nó tấn công ở bẹ lúa, hoặc là cái trường hợp nữa là do cái nấm thúi bẹ nó tấn công. Thành ra khi bà con phun cái con nhện dé này rất khó. Tôi khuyên bà con nông dân nên phun cái loại là thuốc thúi bẹ hoặc cái thuốc mà ngăn ngừa vi khuẩn thì nó hiệu quả hơn là cái con nhện dé. Tại vì con nhện dé nó sống cả ngàn con trong cái bẹ, rất khó phun. Bà con thấy cái con sâu cuốn lá nhỏ nó bằng đầu đũa, có một con thôi nó nằm trong cái lá mà chúng ta phun còn không chết, thì cái này cả ngàn con, là tôi khuyên bà con nông dân không nên phun. Và đôi khi chúng ta phun lầm là gì? Nó chỉ có bệnh con, nó không có cái con nhện dé trong đó, mà chúng ta tốn 2-3 lần thuốc trừ nhện dé, thì đây là cái chúng ta bỏ cái tiền ra nó ổn. Sạ dày được cho là nguyên nhân khiến cây lúa yếu, dễ bị sâu bệnh hại tấn công, làm giảm năng suất. Đây cũng là lý do khiến cho độ ẩm đồng ruộng gia tăng, tăng môi trường thuận lợi phát triển sâu bệnh hại lúa. Do đó, sạ thưa được xem là giải pháp canh tác lúa thông minh đầu tiên cần được áp dụng, vừa giúp tiết kiệm giống, giảm tỷ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, giúp bảo vệ môi trường để vụ mùa thắng chắc. Chúng ta làm cái chương trình là nông dân canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. Thì qua đây là chúng tôi thấy rằng là một là cái vấn đề là giảm được cái lượng giống. Tức là chúng ta bắt buộc trong cái chương trình này chúng ta phải làm là 80 kg giống trên 1 hectare thôi. Và cũng đã cho 13 tỉnh thành ở đồng bằng sông Cửu Long 13 cái máy sạ. Thì đây là một cái sáng kiến mà chúng tôi thấy rằng là cái máy này thì vừa sạ được cái giống rất đều, rất nhanh. Cái thứ hai là chúng ta có thể là sử dụng phun thuốc trừ sâu, rải thuốc hạt, dùng thuốc nước cũng được. Và cái nữa là chúng ta rải phân bón. Thì qua một cái vụ vừa qua chúng tôi nhận thức như thế này. Một là bà con nông dân chúng ta là thấy có cái chương trình là bà con chúng ta là làm cái đất rất kỹ. Thì qua cái đất kỹ đó bà con thấy là cái gì? Cây lúa không bị độ ngộ độc hữu cơ và lúa mọc lên rất đều. Thí dụ như có mưa, trong cái điều kiện mưa bão nhiều ngay cái đầu vụ, cây lúa cũng lên rất đều. Cái thứ hai là xạ thưa, thành ra cây lúa ăn rễ rất sâu và cứng cây và có cái lân cũng khá cao, rồi cái thêm cái kali, rồi một số cái nguyên tố vi lượng nữa, thì tôi thấy là cây lúa nó đứng ngay từ đầu và cái sâu bệnh cũng như cái rầy nâu rất ít. Thì qua đó tôi thấy rằng là bà con ít xài cây thuốc bệnh, và đặc biệt nhất là một số nơi không có xài thuốc sâu, thuốc xuất vụ. Thì đây là một cái vấn đề là thay đổi cái nhận thức bà con nông dân. Khi mà chúng tôi ngồi trên đài, chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân là xài cái lượng giống 80 tới 100 kg thì bà con rất ngại. Tuy nhiên qua cái chương trình này thì chúng tôi thấy là bà con sau khi đi hội thảo đầu bờ, ra ruộng tận mắt thấy thì bà con rất tin. Và bà con làm trực tiếp thì bà con còn tin hơn nữa. Và thấy rằng là cái vấn đề mà đổ ngã trong cái vấn đề mà bà con xạ xuống mà bị mưa thì coi như trong cái ruộng mô hình không có bị đổ ngã. Thì cái đó là chúng ta thấy là một cái thắng lợi. Và khi mà bị mưa trong cái giai đoạn trổ thì cái lúa vẫn còn màu vàng rất đẹp, chứ nó không có bị đen như những cái đám ruộng khác khi mà xạ dày rồi bông ngắn ít hột. Thì qua đây chúng tôi thấy rằng là bà con đã nhận thức được cái đó và bà con học hỏi được cái chương trình rất nhiều. Và cũng qua cái chương trình này bà con tăng cái lợi nhuận hơn. Tôi thấy đây cũng là một cái điều kiện mà để cho bà con làm giàu lên. Và bà con cũng tiếp xúc được một số cái nhà khoa học để hướng dẫn thêm cho bà con học hỏi từ cái thực tế của ruộng đồng. Thì tôi thấy là đây là một cái chương trình rất là hay. Còn đối với trong cái thời gian tới thì tôi nghĩ như thế này, bà con nên ứng dụng thêm. Tại vì qua cái thực tiễn mà chúng tôi xài cái phân vi lượng
Chúng tôi thấy nếu mà chúng ta bón một vụ hoặc hai vụ mà chúng ta ngưng thì cái phân vi lượng dường như nó không có tác dụng rõ. Và như vậy chúng ta chỉ sử dụng liên tục thì cái phân này nó sẽ tác dụng từ cái vụ thứ ba trở về sau. Và như vậy chúng ta cứ sử dụng như thế thì nó sẽ tăng cái năng suất và cái sâu bệnh chúng ta thấy sẽ rất là ít. Rồi nó ứng phó với biến đổi khí hậu. Ở đây là chúng ta thấy là trong cái điều kiện biến đổi khí hậu khó khăn, thí dụ như khô hạn, thì thay vì 10 ngày cái lúa nó bị héo trong cái điều kiện khô hạn, thì cây lúa chúng ta nó có đầy đủ cái phân vi lượng, nó chống chịu được. Cái rễ ngay từ đầu tiên nó ăn sâu, thành ra nó có khả năng nó hút nước được. Và thay vì 10 ngày nó héo thì nó có thể kéo dài được là 20 ngày. Thì đây là một cái điều kiện thông minh để chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu. Còn trong điều kiện mưa hoặc là cái nước lũ về nhiều thì nó không đổ ngã. Thay vì của người ta bị đổ ngã thì mình bón phân trong cái điều kiện này thì nó không đổ ngã. Thì đây là cái thông minh, có nghĩa rằng trong cái điều kiện biến đổi khí hậu chúng ta vẫn canh tác được và chúng ta vẫn có cái lợi nhuận. Cái đó là cái thông minh của chúng ta. Thưa quý vị và bà con, qua các kỳ phát sóng mỗi tháng, Ban Cố vấn, Ban Biên tập chuyên mục Canh tác thông minh sẽ bình chọn ra một đề tài hay, một cách làm mới của nông dân có tính ứng dụng, hiệu quả cao trong điều kiện ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để khen thưởng. Chúng tôi rất mong nhận được đề xuất của quý vị và bà con về các mô hình mới hay trong nông nghiệp. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về cho chúng tôi theo hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là tổng đài 1900 1773. Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi. Và chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và bà con. Dựa vào đặc tính ra hoa tự nhiên của các giống cây có muối, tức là sau một thời gian khô hạn, nếu có mưa hoặc được tưới nước, cây sẽ ra đọt non kèm theo hoa. Người nông dân vùng Bắc Tân Uyên đã phủ bạt gốc cây khắp vườn nhằm xiết nước để xử lý ra hoa trái vụ. Đây là một trong những biện pháp canh tác thông minh giúp nhà vườn nơi đây thu lợi nhuận cao từ vườn cây có muối. Nội dung cụ thể sẽ có trong chương trình canh tác thông minh tuần tới.